Có cái mod không vậy? Không. Có cái mod là nãy giờ cầm là anh điều khiển đây rồi. Bằng cái chân ra, bằng cái chân nó ra. Dạ ra phải chúng ta là dạ ra. Thấy từ coi nè. Được chưa? Đào đi. Bị đau đây nha.
mình đi là cũng khoảng 3 phút rồi. Lên cứ lên đi, đừng có thải ra. Thải ra nó chạy chậm lắm. Rồi thì cứ lên đi, không sao đâu, cứ canh. Anh canh cho. Đấy. Đường trước kìa. Mày lái cho an toàn, đừng có nhìn cái camera. Lái cho an toàn như là lái xe cho nó trước kìa. Anh quay cái cảnh lại để chút anh về anh làm cái cảnh là anh ghép cái cảnh xung quanh là aerodrome. Còn Huy đang lái lại chiếc xe. Hả? Chứ ra nó cứng lắm. Quèo qua quèo lại vô đây nè. Kiểu quèo mà quèo xiên á, quèo xiên á. Trung tâm thành phố á. Hầu quèo qua. Quèo lại nữa. Ở chỗ này nữa. Quèo qua đâu qua đây. Đâu vậy? Một chút vô đóng cát nha. Đóng cát. Vô đây. Vô đóng cát kìa, nó dần dòng kìa nó. Đi khoảng nữa không chui chỗ nào hết á. Chui ở đây. Anh đi chỗ nào hơi chui chỗ đó. Xuống giống là thả ga chứ đừng có đạp ga. Đã tính công là tường tiếp nữa. Thả ga nó tự dừng lại được mà. Giờ thả ra đi. Nó có cái nút lùi á chứ không phải không có đầu. Đây nè. Cầm. Vừa đi vừa cầm. Giờ đi qua bên kia luôn. Ôi trời ơi. Ờ giờ hết giờ sao nhận. Hết giờ tôi đặt bể con đó. Ừ được. Bể cũng đông nha. Cô nhẹ đấy. Qua bên kia luôn, cái kia là hoàn lại cho ta luôn. Luôn nó đặt đi chứ. Đó đó. Cứ đi không à. Cứ dần này nó hết điện đấy. Xuống dốc là hay đừng có cua qua cua lại. Hay dễ im luôn. Im cái bàn thì. Dốc thế nó vậy. Hey.
lùi lại bấm cái nào lùi lại nhớ không, nào lùi lại đi, lùi lại phải lùi bên trái, lùi bên trái là lùi đi, lùi đi, lùi lên, lùi đi, lùi cho đi. Cô lên. Nhưng mà có bóp cái nằm nãy giờ nằm nhiều kìa. Nào đi. Đi chứ mày. Đi đi không mà, đi thoải mái trên đây đi, không sao đâu. Đi vườn địa hình càng tốt. Tao đi thì em đi lên đây cũng được. Cái này có địa hình mà. Có mấy cái lò xo nó địa hình tốt. Cứ đi thoải mái đi. Có thì chút nữa tao xin ba thử được không? Không được thì không. Vậy chứ sao? Lỡ đem đi giữa trường kia. Anh đẩy. Càng chậm. Thì đó nó hết là hết luôn chứ đâu phải cần càng chậm. Thì đó anh coi đi. Để như cũ mà sao cứ cầm lên cầm xuống rồi nè. Nó có mắc cái gì đâu. Cầm nó đi, rồi đi tiếp. Đi. Mình bỏ bên nào cũng được. Miễn dễ lái được rồi. Rồi đi. Có máy quay. Cứ đi thẳng không? Cứ đi luôn.